Các bạn đang xem một cái thao tác làm với cả cục đất. Cái thao tác này chính là cái thao tác mà giúp cho các cái không khí còn sót lại ở trong đất sẽ được thoát ra ngoài, được release, và cũng sẽ làm cho đất cảm trở nên mềm và dẻo hơn, để khi mà chúng ta dùng gốm thủ công á, thì là khi dùng kết hợp giữa tay và trên bàn xoay thì sẽ được dễ dàng hơn rất là nhiều. Hôm nay thì anh Tôn, một người ở trại gốm, thì sẽ hướng dẫn hai cô chú ở người Australia yes, để làm được hai chiếc cốc cho hai cô chú. Vậy anh có thể nói tiếng Việt, em sẽ dịch sang tiếng Anh. Chúng ta sẽ làm bề mặt này hơi ẩm một chút. Ẩm thì sẽ dễ thao tác hơn đúng không anh? Bám hơn. Ta sẽ dùng hai cái này. Ốp vào. Bàn tay để miết. Miết như thế để làm gì anh? Để cho cái đất này và mặt này nó bám chặt, nó không bị lắc lư nữa. Tăng cái độ kết dính ạ. Ta dùng vô lấy màu nhá. Ta dùng một lúc, chưa mở 10 phút nhá. Cái tay dần đây là tay ướt này. Cái thử tay của trò này tùy vào đôi gối này lắc lư khi mình chắc rồi đang lắc lư cố định tay này không có lắc lư cái tay nhé. Mặt này là ở đây làm ra được chiếc cốc như thế có dễ không anh? Với người lần đầu tiên mà mình tiếp xúc với gốm ấy. Chứ tùy vào độ tuổi và cái sự khéo léo họ thôi. Nhỏ quá không làm được. Thế à? Thì tay được khỏe nữa. Đôi khi cần một tay được khỏe. Được tay được khỏe là lấy được cái. Chúng ta làm gốm cũng mệt phết đấy nhở? Nhất là những cái tác phẩm mà mình vuốt tay thủ công to ấy nhỉ. Rất sạch cái chân xung quanh đã. Khi mình có chân sạch thì lúc mình ra dễ nhàn hơn. Bớt ra đất thừa. Bỏ những đất đấy ra phần bỏ lớp đất thừa ấy đúng không? Và chúng ta chạm cái bàn này nó không đau đâu, không sợ đau. Tay vừa tỉ mạnh vào đây không đau được. Thế à? Cho nên là khi đôi khi chúng ta nhiều người cũng sẽ giật mình khi chạm vào đây ấy. Sợ chứ. Sợ điện giật. Dùng cái con cái cá này cho ở giữa lấy tâm. Tay vẫn không mà một tay phải giữ. Đây là mình đang tạo cái lỗ đúng không? Để tạo dáng dần dần ra đúng không? Cái đáy của lỗ này thì cách bằng cái thứ này. Khoảng 1 cm thôi. Not right down, just up the top. Yes. Yeah. Làm cái đế đó đúng không? Đúng cách đúng không? Nhưng tại sao phải làm như thế? Không ấn hẳn lỗ hết xuống dưới. Nó thủng hết à? Thủng luôn. ok. Do you want to ask him some question? Yeah, I'm actually following what he's doing. Yes, so, yes, yeah. Okay. Thực ra em thấy đối với những hàng thủ công này mình có thể trao đổi nhau bằng ký hiệu, động tác rất là dễ mà đúng không? Ta dùng ngón tay này kéo mở để mở rộng nó ra. Dùng ngón tay kéo ra chọn. Để mở rộng nó ra. Bắt đầu mở rộng nha, chúng ta mở rộng cái chiếc cốc.
Nhờ. Đó, các bạn đã nhìn thấy chưa? Cái miệng của chiếc cốc bắt đầu được mở rộng ra bằng việc sử dụng ngón tay trỏ và bên tay trái mình sẽ giữ cố định. Đó, wow, nhìn có vẻ khá là đẹp rồi đấy. Này. Very nice. Anh làm gốm này anh thấy có vui không? Vui chưa? Anh làm gốm bao nhiêu năm rồi? Em làm từ năm 2012. À, thế thì cũng hơn chục năm rồi. Giữ vào đấy để nâng, này làm cao thành lên đúng không? Vừa cao thành vừa cân cân sản phẩm nữa. À, tạo chân nữa à? Để cân sản phẩm vừa cân nữa, không lắc lư nữa. Bây giờ ta mới kéo khi trước khi sản phẩm ta kéo cái này thành cái đường cái ống kéo cả khối đất lên thành cái ống trụ. À, thế mình sẽ cho nó cao lên từ từ đó đúng không? Hai ngón tay này ôm vào đây, ôm vào sản phẩm và hai ngón này ôm một ngón cái này. Tất cả không được lắc. Dạ, yeah. Mình ấn tỉ nhẹ thôi đúng không anh? Tỉ nhẹ. Và lên từ từ, lên từ chậm. Tiếp tục theo ý mình muốn. Cái độ dày của mình mong muốn. Nhiều khi mình làm có phải nín thở không? Không. Những lúc em mà chụp ảnh, những bức ảnh đẹp là em cũng phải nín thở trong tích tắc để em chụp ảnh đó. Ý là khi em chụp ảnh sản phẩm đó, hoặc chụp ảnh thiên nhiên ý. Do you want to drink water? Are you thirsty? Yeah, we are right. Thank you. Maybe after, thank you. Yes. Bắt đầu cao lên rồi đó. Đó. Ok, như vậy là sẽ còn những thao tác tiếp theo. Và rất là mong mời bạn đến với trạm gốm, một địa điểm mới để trải nghiệm gốm tại làng. Ở đây thì các bạn có thể được thực hiện được thao tác vuốt trên bàn xoay nè, hoặc là vuốt tay thủ công như thế này. Ở trên những chiếc bàn này, đây là những sản phẩm gốm hàng phơ. Có một không gian để các bạn sau khi làm hàng phơ xong các bạn có thể là vẽ lên trên các cái cốc hay đĩa lọ hoa. Trong khi mà các bé đang vẽ vào tô màu, cháu con đang tô màu à, tô tượng thạch cao à? Khi các bé đang vẽ vào tô màu thì bố mẹ có thể sang thưởng trà. Thưởng trà chính là khu bên kia để thưởng trà. Và ở đây cũng có một khu rất là chill để cho các bạn lớn thì thích ngắm cảnh tô tượng. Đây là xưởng gốm và chúng ta cũng có trong cái tour du lịch này, các bạn có thể tham quan xưởng gốm. Ở đây là không gian để tô tượng rất là chill dành cho những bạn nào mà thích ngắm cảnh. Đó, ngồi đây để tô màu và uống trà giống như kiểu Hồ Tây đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Hoàng Mai, mình là founder and minister của Sen vào gốm tìm về chốn bình yên. Một người rất yêu gốm và mình khởi nghiệp với gốm.